Mặt thắt lưng này khách hàng yêu cầu em làm nặng hơn cho anh trên 2 lượng, và kết quả đây là 2 lượng 3 vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại vàng hồng Blue Gold. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về thời trang cao cấp. Hôm nay Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đến với tất cả quý khách mặt thắt lưng được Kỳ Lân chế tác theo yêu cầu, được cá nhân hóa theo yêu cầu và tạo nên dấu ấn riêng, sự cá nhân hóa riêng cho một vị khách hàng rất đặc biệt. Và nếu như quý khách nào có nhu cầu về sự cá nhân hóa, sự độc bản, tạo nên nét riêng của mình thì hãy đến với Kỳ Lân Luxury bằng những sản phẩm cao cấp chất lượng theo tiêu chí cao cấp của Kỳ Lân Luxury. Đây là mặt thắt lưng được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối, vàng hồng Blue Gold AU750 chuẩn hội ngoại. Với vàng nguyên khối này, với công nghệ máy móc chuyên nghiệp để nén được vàng cứng, xốp và không bọt để tạo ra được một cái sản phẩm cao cấp luxury như thế này. Đây là cái kết quả giám định tại trung tâm được cấp phép giám định và chứng nhận cho chúng ta. Thì sau khi đi kiểm định xong thì bên đơn vị đó sẽ cấp một cái giấy chứng nhận và một cái thông tin của sản phẩm. Trùng với cái giấy chứng nhận đó thì Kỳ Lân sẽ tách ra cầm cho đẹp hơn. Đây, tên của khách hàng, hai chữ D và T ghép lại, viết tắt của chữ hai chữ D và T là tên của khách hàng. Ví dụ như có những khách hàng đặt tên là IZ hoặc là NL thì một chữ là đính kim và một chữ không đính kim để hai cái nó tương phản, sự tạo sự lấp lánh. Còn những cái tên ví dụ như là chữ BT thì khách hàng làm xây to hơn, làm cho dây 38 mà còn đính full kim cương, nhưng mà khách hàng yêu cầu Kỳ Lân ơi, anh muốn em đính full kim cương hết cho anh lên tất cả bề mặt trên chữ BT mà phải là kim cương to 3 ly cho anh nhé. Wow, nghe 3 ly là sẽ lấp lánh lắm rồi, nên phấn khởi và mong chờ hoàn thiện một cách sớm nhất bàn giao đến khách hàng. Và kết quả thì mặt thắt lưng BT đã thành phẩm và bàn giao đến khách hàng đó rồi. Đối với những mặt thắt lưng kia thì tầm cỡ 1 lượng mấy, 2 lượng đổ lại, nhưng mặt thắt lưng này khách hàng yêu cầu em làm nặng hơn cho anh trên 2 lượng, và kết quả đây là 2 lượng 3 vàng nguyên khối AU750, 2 lượng 28 vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại vàng hồng Blue Gold, công nghệ nén vàng không bọt không xốp, nặng cầm chắc chắn và cực kỳ cao cấp luxury. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.